Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh kể chuyện của người Việt Kiều ở bên Mỹ. Thì bữa hôm nay câu chuyện của mình sẽ kể về Mỹ đi các bạn, mình không kể về Việt Nam nữa. Tại vì các bạn hay nói mình là anh Nhân ơi, đâu phải con gái Việt Nam nào cũng tham Việt Kiều đâu. Đâu phải con gái nào cũng muốn qua Mỹ đâu. Bữa hôm nay câu chuyện của mình sẽ kể ra ở bên Mỹ các bạn. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này người Việt Nam thì nó rất là ít các bạn. Có nhiều nơi không có người Việt Nam ở luôn các bạn nha. Có nhiều nơi thì chỉ có le que một hai người Việt Nam thôi. Thì ở bên Mỹ người Việt Nam đã hiếm rồi. Thì cái cách họ chơi với nhau như thế nào? Câu chuyện này nó bắt đầu ở một cái tiệm nail bé nhỏ. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này mình hay nói với các bạn là người Việt Nam qua bên Mỹ đều đi làm nail ha. 99% người Việt Nam đều đi làm nail. Cho nên các bạn qua bên Mỹ, các bạn gặp người Việt Nam thì chắc chắn 100% là họ đi làm nail các bạn. Thì câu chuyện này nó xảy ra ở trong một cái tiệm nail kia. Câu chuyện này nó có tên là đứng núi này trông núi nọ. Nghe cái tên là các bạn biết hay rồi đó. Các bạn biết không, ở trong một cái tiệm nail bình thường ở bên Mỹ á, những cái tiệm nail của người Việt Nam á, thường thường nó có 4 người thợ, 5 người thợ, 6 người thợ và 10 người thợ, nó đại khái gì đây. Thì người thợ này sẽ ngồi kế người thợ này, người thợ này sẽ ngồi kế người thợ này và người thợ này sẽ ngồi kế người thợ này. Đó. Thì ở trong một cái tiệm nail này mình nói là có 10 người thợ đi các bạn. Thì cái tiệm nail là các bạn biết không, sáng sớm là các bạn sẽ làm từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối và các bạn đi về. Ok. Tối các bạn không đi về thì các bạn đi đâu? Thì các bạn biết không, dân làm nail thì sáng sớm đi làm, tối đi về, sáng sớm đi làm thì tối đi về. Thì họ rất là bận rộn với công việc đi giũa nail của họ các bạn. Cho nên họ quyết định là họ sẽ nghĩ ra một cái gì đó để giải trí các bạn, tiền nhiều để làm gì các bạn ha. Thì họ quyết định là họ sẽ tổ chức party các bạn, có nghĩa là mỗi một người sẽ mời người này tới nhà kia, rồi mình giống như mình thay phiên nhau để tổ chức party mỗi tuần để ăn mừng đó. Thì bữa hôm nay bà chủ tiệm nail là bà là người tổ chức tiệc trước. Bà nói là bữa hôm nay mấy anh chị làm xong rồi ghé nhà em chơi nha. Thì các bạn biết không, những cái người làm nail á, bữa hôm nay là làm thứ bảy, làm cuối tuần xong rồi thì tất cả đều tập trung lại nhà của bà chủ tiệm nail để ăn mừng. Mặt này được, cuối tuần là phải ăn nhậu và ở Mỹ chén lắm mà, thì cuối tuần thì kéo xuống nhà của bà chủ để ăn nhậu thì bà chủ bà đãi các bạn đó. Thì tuần sau thì tới người thợ nail khác, rồi tuần tới thì tới người thợ nail khác. Nhưng mà không bắt buộc là mình phải làm, các bạn, nếu như là ai rảnh thì làm thôi ha. Với lại họ làm như vậy, thứ nhất á là họ để khoe của các bạn, thứ hai á là giống như là họ phải trọng sĩ diện không, trời, người ta mời mình ăn mà bây giờ mình phải mời người ta lại ăn mới người ta mới nể mình đúng không, trọng sĩ diện các bạn. Cho nên bữa hôm nay á là thợ nail kéo xuống nhà bà này, bữa hôm nay là thợ nail kéo xuống nhà bà kia, nói chung là thay phiên nhau nhưng mà không ép buộc các bạn nhá, cho vui thôi. Ok. Thì các bạn biết mà ở trong tiệm nail đó có một cái bà này các bạn, mình gọi cái bà này là tên là bà Lan đi các bạn ha, Lan đi. Thì trong tiệm nail có cái bà Lan này, thì hổng gài là người ta kéo xuống nhà bà chủ, không, người ta kéo xuống nhà ông kia, người ta kéo xuống nhà thằng nọ. Thì bữa hôm nay bà Lan bà tự ý bà nói tối hôm nay các anh chị làm xong rồi ghé nhà em chơi nha, cho biết nhà đó. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này đi làm nail đó, thường thường thì thợ nail các bạn họ làm có 1-2 tuần họ nghỉ, họ làm có 1-2 tháng họ nghỉ à, cho nên thợ nail họ không có làm một chỗ lâu bạn. Thợ nail tụi nó nghỉ làm giống như là đi chợ đó, không, vô làm 1-2 ngày nghỉ, vô làm 1-2 ngày nghỉ vậy đó. Cho nên cái bà Lan này á, bà vô làm á các bạn, thì bà cũng gọi là thợ mới các bạn. Thì bữa hôm nay bà nói là mấy anh chị làm xong rồi ghé nhà em chơi cho biết nhà nha đó. Thì bữa hôm nay người ta tới nhà bà Lan để chơi, để cho biết nhà của bà các bạn, để coi nhà bà có đẹp không, đúng không, coi nhà của thợ nail có đẹp hơn nhà của chủ tiệm nail không. Thì người ta kéo xuống nhà của bà các bạn, người ta vô nhà của bà, người ta chuẩn bị ăn tiệc cuối tuần. Thì bà mới giới thiệu, ồ đây là chồng của tôi nè, đây là con gái của tôi nè các bạn. Thì lúc này những người ở trong tiệm nail á, họ chú ý về cô con gái của bà này. Trời ơi, cái bà này bà giấu, bà có con gái đẹp mà bà giấu kỹ quá mày. Thì lúc này các bạn, những cái người ở trong tiệm nail ai cũng giống như là giỡn với bà, giỡn cho vui. Người Việt Nam mình hay giỡn à, trời bà này bà có con gái đẹp, bà giấu kỹ bạn không. Có người thì nói trời ơi cái bà này bà xấu mà bà đẻ con gái đẹp cái gì. Thì lúc này người ta mới phát hiện ra là bà Lan này bà có một con nhỏ, con gái rất là đẹp các bạn, đúng không, đẹp giống như là Miu vậy đó, không, mình phải lấy một cái người nào đó để mình diễn tả, cho nên các bạn mới hiểu được cái vẻ đẹp của cái cô gái này các bạn ha.
thì các bạn không, thì trong trong cái nhóm người mà tới nhà bà Lan này chơi đó các bạn, trong nhóm thợ neo này đó, thì cũng có một một anh thợ neo trẻ tuổi, tầm tuổi con gái của bà Lan này bạn. Thì khi mà bước vô nhà đó các bạn biết không, thì anh này anh cứ anh nhìn một cái là anh mời cái cô em gái rồi bạn, anh mời em con của bà Lan liền, nhìn một cái là mời liền các bạn. Đúng là con trai mới lớn nhìn nhìn gái cái mời liền. Thì lúc này những cái người ở trong tiệm neo các bạn, họ họ cứ chọc họ nói mày làm gì mà mày đứng im re vậy, gặp gái cái hết hồn à, gặp gái cái mê à đó. Thì cái bà Lan này bà thấy cái thằng này nó cứ nhìn con gái của bà hoài, bà cũng giống như là tỏ vẻ không thích các bạn ha, tỏ vẻ không thích đó. Đó chính là cái câu chuyện đứng núi này trong núi nọ, nó bắt đầu từ từ cái giờ phút hôm nay các bạn. Thì các bạn biết không, thì ở trong tiệm nail á, mình làm chung với nhau các bạn, nói chung là người Việt Nam với người Việt Nam làm chung với nhau á, thì mình mang tiếng là đồng hương với đồng hương các bạn, nhưng mà không phải là họ cũng thích nhau đâu nha. Nói chung là đồng hương với đồng hương thôi, chứ họ cũng không phải là ưa lẫn nhau đâu. Nhưng mà mình vẫn mời họ tới nhà để cho có tình đồng hương đi ha. Đó. Thì bữa hôm nay bà Lan bà mời mọi người trong tiệm nail tới nhà bà ăn để cho biết nhà các bạn. Hỏi gài là bà xuống nhà người ta ăn rồi, bây giờ bà phải mời người ta ăn lại các bạn nhé, nhưng mà không ép buộc, cái này là chơi cho vui thôi. Thì bữa ăn đã diễn ra các bạn, thì các bạn biết không, thì mỗi một ngày ở trên tiệm nail á, thì bà Lan với mấy người này là làm nail chung với nhau, là coi như là quá thân với nhau rồi, không gặp mặt từ sáng tới chiều mà. Thì bữa hôm nay tới nhà bà Lan thì giống như tới nhà người ta, mình cũng phải tỏ vẻ ra lịch sự các bạn, đúng không? Mình dù sao mình cũng là khách mà. Thì trong bàn ăn các bạn thì có chồng bà Lan với lại con bà Lan các bạn, con gái bà Lan đẹp lắm nha. Thì lúc này những cái người thợ nail họ lại tiếp tục giỡn đó, họ lại chọc cái anh thợ nail trẻ đó các bạn. Thì trong cái nhóm này chỉ có cô con của bà Lan với lại cái anh thợ nail kia là trẻ tuổi, là bằng tuổi nhau thôi. Ok. Thì đang ăn vui vẻ các bạn, nói cười vui vẻ, trời ơi bữa nay tôi làm nhiều tiền quá, bởi cái bà kia bà cho bà nhiều tiền không, rồi bà chủ tiệm nói trời ơi bữa nay anh chị làm tốt quá, khách thích quá, anh chị cố gắng lên nha. Đó. Thì đang ăn nói vui vẻ các bạn, thì cái anh thợ nail trẻ tuổi á, ảnh cứ ăn mà ảnh không dám gấp, không dám gì, chứ cứ ngồi nhìn cái con nhỏ kia mí các bạn. Thì lúc này người ta mới đổi chủ đề, người ta không ăn nữa các bạn, người ta quay qua người ta chọc thằng đó. Người ta nói là bà Lan có con gái đẹp quá, bà Lan gả cho nó đi, nó thằng đó nó xiên đó. Đó. Thì lúc này có người khác chọc nó, trời ơi bà Lan ơi, bà có cái đẹp mà bà giấu kỹ quá, bà gả thằng đó đi, nãy giờ tôi thấy nó địa con gái bà dữ lắm rồi đó. Thì các bạn biết không, người ta chỉ giỡn cho vui thôi các bạn. Thì lúc này bà Lan bà tỏ vẻ là bà không thích các bạn, thì bà mới nói thẳng ra là thôi nha, tôi nói cho mấy anh chị nghe nha, cái gì giỡn chứ tôi không thích giỡn chuyện này nha, con gái của tôi á là nó chỉ lấy bác sĩ kỹ sư thôi chứ nó không lấy thợ nail nha. Thì các bạn biết không, người ta đang ăn uống vui vẻ, người ta nói chuyện giỡn chơi thôi, thì bà Lan bà tỏ vẻ không thích các bạn. Bà nói thẳng luôn là bà không thích con gái của bà lấy thợ nail các bạn, lấy mấy người đi làm nail. Thì lúc này không khí nó trở nên căng thẳng các bạn. Thì cái cô con gái bà nói mẹ ơi, người ta nói giỡn thôi mà làm gì mà căng quá, chị ăn tiếp đi. Thì cái bà này bà không nắm bắt được cái tình hình các bạn. Bà nói thôi không, cái gì giỡn chứ tôi nói thiệt tôi không thích, không, tôi chỉ có một đứa con gái thôi, nó phải lấy bác sĩ kỹ sư, nó không có lấy thợ nail, ok, tôi không thích thợ nail. Thì các bạn biết không, những cái người ta đang giỡn vui vẻ, người ta thấy không khí căng thẳng quá, cái người ta đổi chủ đề, thôi ơi tiếp tục nhậu đi ha, ăn xong rồi đi về. Thì các bạn biết không, thì cái anh thợ nail á, các bạn biết không, cái anh thợ nail này á, ảnh mới có nhìn cô gái thôi mà ảnh chưa có nói là ảnh thích cô gái nữa, mà mẹ của cô gái này đã nói là tôi không thích con gái của tôi lấy mấy thằng đi làm nail, tôi không thích con gái tôi đi vũ nail đâu nha, tôi chỉ muốn con gái tôi lấy bác sĩ kỹ sư thôi. Cho nên cái anh thợ nail trẻ này ảnh cũng khá là ngại ngùng các bạn, thấy không, người ta nói là chưa đánh mà đã rút lui rồi. Như vậy thì bữa tiệc tại nhà bà Lan đã diễn ra một cách êm đẹp các bạn. Mặc dù người Việt Nam mình thì họ hay cà giỡn, nhưng mà có nhiều người họ không thích các bạn, họ không thích ha. Thì sau cái bữa tiệc hôm đó thì những cái người thợ nail này vẫn tiếp tục đi làm các bạn. Thì bữa hôm nay trong cái tiệm nail này nó chia ra làm hai phe phái các bạn.
Mấy ông một trong trong cái tiệm nail này đó bây giờ là chia hai phe, thì ai cũng biết là cái thằng thợ nail trẻ này nó thích con gái ballet các bạn. Mấy thằng thợ nail trẻ gặp gái đẹp là mê liền, không gặp mình cũng mê nó chia là tụi nó các bạn. Thì bây giờ cái phe thứ nhất á là nói là ê, hôm qua tao thấy mày làm mày nhìn con nhỏ đó vậy gì, mày thích hả, mày thích mày cố đấy, còn trẻ mà sao mày nhát vậy đó. Đây là cái phe thứ nhất. Cái phe thứ hai á thì nó là trời thôi mày đừng có tào lao, mày xúi nó, mẹ của nó nói là không có cho nó quen với mấy thằng đi làm nail, mày xúi nó mẹ nó cạo đầu mày. Bây giờ có trong tiệm nail chia làm hai phe. Một phe đó thì xúi thằng này cua con gái của bà Lan. Một phe đó thì nói là trời ơi con nhỏ đó mẹ nó không có cho nó quen thợ nail đâu, mày xúi nó làm chi, mẹ nó cạo đầu bây giờ. Thì một phe thì không ủng hộ thằng này các bạn, tại vì mẹ nó đã nói là không muốn nó quen thợ nail rồi, bây giờ mày kêu nó quen vậy mốt sau này nó thằng này nó khổ làm sao đúng không đó. Thì cái thằng này nó ngồi đó nó suy nghĩ, đúng rồi ha, bây giờ con nhỏ đó nó đẹp không, mình là thợ nail, mẹ nó không cho người ta quen thợ làm nail các bạn, thì cũng đúng mà, con gái người ta đẹp mà ai mà đi quen mấy thằng thợ nail đúng không, bởi vì người ta thường hay nói là đứng núi này trông núi nọ đó. Thì cái anh chàng là anh cũng khá là buồn các bạn, tự nhiên đi xuống nhà bà này không, tự nhiên ở đâu gặp một người con gái quá là dễ thương đi, trời gặp cái là thương liền à. Mà dễ thương nhưng mà thương không dễ à nha, coi chừng coi con mẹ nó coi bộ hơi khó chịu rồi nha. Thì các bạn biết không, thợ nail á thì ở bên Mỹ này á các bạn, thợ nail thì mình chia ra theo tháng lương đi ha. Thì thợ nail mà mình gọi là thợ nail dừa đó thì họ làm $700 một tuần. Thì mẹ cô gái này là thợ nail dừa các bạn, họ bà mấy người già thì chỉ làm được $700 một tuần thôi. Còn những cái thợ nail trẻ trẻ đó giống như mấy cái anh chàng này đó thì họ làm tới 1.500 một tuần, 1.800 một tuần luôn các bạn. Có nghĩa là lương của anh này á gấp đôi bà mẹ này các bạn. Nhưng mà bà mẹ này bà không muốn con của mình đi làm nail các bạn. Con của mình phải học bác sĩ, con của mình phải học kỹ sư, không, con của mình phải quen bác sĩ kỹ sư. Đó là ước mơ của biết bao nhiêu người Việt Nam ở bên Mỹ các bạn. Họ đi làm nail nhưng mà họ không muốn con của mình đi làm nail các bạn. Họ đi làm nail mà họ không muốn con của mình đi lấy thợ nail đó các bạn. Thì bây giờ các bạn biết không, trong tiệm nail này á họ đang chia ra làm hai phe phái các bạn. Một phe đó thì xúi cái anh này đi cua cô gái này, mày thích thì mày cua đi sao mày nhát quá vậy đó. Một phe thì nói là thôi đừng có cua nhỏ đó, mẹ nó không có chịu đâu, mày cua mày khổ lắm, bây giờ Việt Nam mày lấy vợ đi, không biết Việt Nam thiếu gì con gái đó. Thì các bạn biết không, sau cái ngày mà bà Lan mới nói cái gì đó, người ta biết là cái bà này bà cũng rất là kỳ thị người làm nail các bạn. Có nhiều người họ ghét bà này các bạn, giống như là trời ơi bà đi làm nail không, bà đi làm nail bà lãnh lương làm nail không, nhờ cái tiền lương làm nail bà mới nuôi con gái bà được, mà bây giờ bà chơi cái nghề nail này. Thì bà nói thôi tính tôi vậy đó, tôi đi làm nail là tôi kiếm tiền thôi, chứ tôi nói thật sự tôi không thích nghề nail này tí nào nữa. Tôi đi làm nail là tôi kiếm tiền thôi chứ tôi không thích nghề nail rồi nha, cho nên tôi không muốn con tôi mới cưới mấy thằng làm nail đâu, con tôi nó phải cưới bác sĩ đó. Bà chắc chắn 100% là con bà sẽ cưới bác sĩ các bạn. Thì cái anh chàng này ảnh ngồi đó vậy, tại vì ảnh chưa có nói là ảnh thích nhỏ này mà, thì bà nói kệ bà chứ, bà nói kệ bà chứ, mắc mớ tới tôi, bà đừng có nhìn tôi nha đó, tôi chưa nói tôi thích con cái bà nói chuyện, bà đừng nhìn tôi, bà nhìn hướng khác đi đó. Thì các bạn biết không, trong lòng anh này cũng hơi buồn các bạn, mà không, bà cái bà này bà nói gì giống như bà ám chỉ mình là mày đừng có mơ mộng gì tới con gái tao chứ nha, con gái của tao là nó lấy bác sĩ thôi, ok. Nhưng mà cái anh này anh chưa nói mà, bà nói chuyện bà đừng nhìn tôi, bà đi mà nhìn hướng khác đi đó. Thì các bạn biết không, thì như vậy thì coi bộ là cái anh chàng này ảnh không có cửa với cô gái này các bạn, không, mặc dù là nhìn cô gái này nó khá là đẹp các bạn à. Thì bữa hôm nay cái anh chàng này ảnh có một cái bữa tiệc ở nhà bạn của ảnh các bạn à. Bữa nay là ảnh đi tiệc ở nhà của bạn ảnh, tiệc sinh nhật đó. Thì ảnh mới xuống nhà của bạn ảnh chơi các bạn. Thì các bạn biết mấy đứa trẻ thì ở bên Mỹ á, ở bên Mỹ tiệc sinh nhật nó đơn giản các bạn, có nghĩa là họ làm một cái tiệc sinh nhật rồi mình tới đó mình uống, không, mình muốn dẫn ai xuống mình dẫn. Tuy nhiên là người Việt Nam rất là ít các bạn, cho nên mình dẫn càng đông tới càng vui, không, càng đông càng vui đó. Thì anh này ảnh cũng xuống nhà của bạn ảnh để chơi sinh nhật các bạn. Thì bạn ảnh cũng rủ bạn bè tới. Thì bữa hôm nay có một cô gái ở trong bữa tiệc trang điểm khá là đẹp luôn bạn. Thì ảnh cũng chẳng thèm để ý nữa, tại vì bây giờ trong đầu của ảnh đang hình dung về cái cô em gái xinh đẹp đó các bạn ha.
mình đặt tên cho cô em gái là em gái Thảo các bạn ha. Bên Việt Nam có cô giáo Thảo, bây giờ bên Mỹ có em gái Thảo. Thì cái anh chàng này ảnh xuống party bữa hôm nay để mà dự sinh nhật của bạn ảnh các bạn. Ảnh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới những cái người con gái khác nữa, tại vì bây giờ trong đầu của ảnh cứ nghĩ về hình bóng của cái cô gái Thảo đó các bạn. Thì bởi tự nhiên ở đâu có một em gái chạy lại dỗ dài của ảnh các bạn, thì ảnh ảnh cũng quay qua chào hỏi lịch sự, thì ảnh khá là ngạc nhiên, thì ra cô gái đó chính là em gái Thảo các bạn ha. Thì ảnh khá là sốc, đây là lần thứ hai họ gặp nhau các bạn. Người ta nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thì ảnh quay qua ảnh thấy cô gái này bữa hôm nay trang điểm quá là đẹp, thì ảnh hỏi là ủa sao em ở đây vậy. Thì cô gái nói là bạn em sinh nhật cho nên em tới đây. Sao anh ở đây vậy? Thì anh này nói là ồ bạn anh sinh nhật anh cũng tới đây. Thì ra là ở bên Mỹ này các bạn, người Việt Nam đã ít rồi cho nên tới lui thì cũng dẫn bao nhiêu người đó thôi không, cho nên họ rất là giống như là có nhiều bạn chung với nhau các bạn không, người Việt Nam ít lắm, thì chơi qua chơi lại thì cũng có bao nhiêu người thôi. Thì cô gái này cổ tới đây cổ dự sinh nhật của bạn của cổ, và anh này ảnh tới đây để dự sinh nhật của bạn của ảnh, thì ra là hai người này có bạn chung các bạn. Thì cái anh này ảnh bữa nay ảnh khá là vui là ảnh gặp được cô gái này các bạn, đây là lần thứ hai gặp được cô gái này tại sinh nhật, và bữa hôm nay cô gái này trang điểm lên khá là đẹp luôn, nhìn 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 không ghê các bạn, nhìn không ghê không. Hồi bữa tới nhà là có mẹ có cổ, mẹ cổ không cho cổ trang điểm, bữa nay cổ đi sinh nhật cổ đi cổ trang điểm đẹp quá các bạn. Thì chấp các bạn biết không, bữa tiệc bắt đầu các bạn, thì ở bên Mỹ người ta hay nhảy không, mở nhạc lên nhảy rồi uống bia uống rượu các bạn. Thì các bạn biết không, con gái ở bên Việt Nam á nó khá là gọi là người ta gọi là con gái Việt Nam nó khá là bắt cỡ các bạn, thẹn thùng các bạn không, gặp gặp trai là ngồi xe xe ra các bạn thấy không. Nhưng mà con gái ở Mỹ nó khá là bạo các bạn không, thì cái cô gái này gặp anh này các bạn, hồi xưa hồi bữa là gặp ở nhà rồi, bây giờ gặp ở ở trong party nữa, có nghĩa là hai người này đã gặp nhau hai lần các bạn, với lại anh này ảnh làm chung với mẹ của mình đó, là người quen không, cho nên cô gái này cũng khá thoải mái không, cậu cũng giống như là mà lấy nước cho anh này uống rồi giống như là chụp hình selfie chung với nhau các bạn. Hồi xưa là hay có cái trào lưu là chụp hình selfie, thì cô gái này cũng lấy điện thoại lên chụp hình selfie để làm kỷ niệm với lại bản thân, lấy điện thoại lên chụp hình không, thì cô gái này cổ cũng dựa vô lưng của anh này chụp hình hôn anh này, ảnh cũng giống như lấy điện thoại ra chụp tấm hình để làm kỷ niệm với cô gái này không. Thì trong cái lúc chụp hình qua chụp hình lại thì các bạn biết không, cái cảm giác mà cô gái này kề kề sát ảnh thì ảnh thấy được một cái mùi thơm bốc ra từ cô gái này cả. Trời ơi sao mà thơm cái gì, một cái mùi thơm khó tả quá đó các bạn biết không. Như vậy thì đã đây là lần thứ hai cái anh này anh gặp cô gái này rồi các bạn, đúng là chẳng lẽ là duyên phận sao trời, duyên phận sao trời không. Mà bây giờ anh này anh nói là bây giờ nếu mà ông trời ông đã cho mình gặp cô gái này rồi có nghĩa là mình đi cô gái này có duyên các bạn nhưng mà mẹ của cổ nói là không thích cổ quen mấy cái thằng đi làm nail các bạn. Mà thôi mẹ kệ mẹ bà đi, bà nói gì bà nói chứ mình quen con gái bà chứ đâu phải mình quen bà đâu, cho nên anh này anh quyết định là cái mẹ bà đi, bà nói gì bà nói, anh quyết định là anh sẽ quen cái cô này các bạn. Thì cái anh này anh khá là sợ, tại vì anh sợ cô gái này cũng giống như mẹ của anh là không có muốn quen thợ nail các bạn, cho nên cái anh này anh nói là không biết là có thể xin số điện thoại của em được hay không. Thì cô gái này cổ chủ động có lấy điện thoại của anh này, có bấm số điện thoại với các bạn và cổ gọi một một cái cử chỉ khá là bình thường các bạn. Cô gái này khá là bạo và dạng các bạn ha, cô gái đẹp nó hay bạo lắm các bạn. Thì anh này ảnh cũng khá là vui khi mà anh đã có được số điện thoại của cô gái này rồi. Như vậy thì buổi tiệc bữa hôm nay nó cũng đã tan các bạn, và cô gái này cũng phải đi về và anh này ảnh cũng phải đi về. Ở bên Mỹ này ai cũng có xe chứ các bạn, cho nên anh này ảnh không có cơ hội để mà đưa cô gái này về các bạn, tại cô gái này đi tới đây được thì cô phải về được. Ok, không về là mẹ cô cạo đầu cô. Thì các bạn biết không, tối hôm nay anh này ảnh lái xe về thì ảnh nhận được một tin nhắn là anh về nhà chưa. Thì anh này ảnh khá là vui vậy, trời nhỏ này nó chủ động nó nhắn tin với mình các bạn. Thì anh ấy nói là ồ anh về rồi sao lại nhắn tin cho anh vậy. Thì cô gái này gọi là nhắn tin là tại vì hồi nãy thấy anh uống rượu nhiều quá sợ anh bị gì cho nên nhắn tin hỏi thăm, thôi anh đi ngủ đi nha. Như vậy thì cơ bộ là cái cô gái này cũng có cảm tình với cái anh này các bạn. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Thì các bạn biết không, sau cái buổi tiệc party đó rồi thì anh chàng này với chân với cô gái này chính thức giống như là hẹn hò với nhau các bạn. Thì cô gái này cổ cũng hiểu cái tâm lý của mẹ của cổ là thôi mẹ em mới nói vậy thôi chứ anh đừng có để ý nghe, tụi mình còn trẻ, tụi mình còn tương lai, anh cứ lo làm đi rồi từ từ tụi mình tính tiếp. Không, kệ mẹ em nói gì kệ bả đi, ok. Thì hai người này họ lén lút quen nhau mà đừng có để cho mẹ bà này biết các bạn, tại vì mẹ bà biết là bà cạo đầu thằng này ra, không? Tao đã nói với mày là tao không có muốn con gái tao quen thợ nail mà sao mày lì quá vậy mày? Đó. Thì anh chàng này ảnh cũng thấy đúng, thôi kệ đi, tụi mình còn trẻ mà quen đi, quen quen cho vui thôi, ok. Thì các bạn biết không, bây giờ ở trong tiệm nail á, ai cũng biết được là cái anh này với cô gái này đang quen nhau, nhưng mà chỉ có cái bà mẹ này bà không biết thôi. Cho tới khi bà coi cái video này thì có lẽ bà biết rồi các bạn, nhưng mà chắc bà tức chết. Thì các bạn biết không, thì trong tiệm nail ai cũng biết được là cái anh này với cái cô gái này đang quen nhau ở sau lưng của bà các bạn, nhưng mà bà không biết các bạn. Thì bà vẫn cứ giữ vững cái lập trường là tôi không muốn con gái của tôi quen mấy thằng đi làm nail đâu nha, ok. Nhưng mà trong tiệm nail ai cũng biết là con gái của bà với thằng này đang hẹn hò sau lưng của bà các bạn. À, thì các bạn biết không, bữa hôm nay cô gái này cô đi học các bạn. Không, bà không muốn con gái của bà đi làm nail các bạn, cho nên bà phải cho con gái của bà đi học. Ok. Cái ước mơ của bà là con gái của tôi là phải học bác sĩ, kỹ sư rồi nha. Thì các bạn biết không, giống như bà này bà có một cái linh tính là hình như con gái của mình nó đang có bồ các bạn. Không, mà hình như là con gái của mình nó đang quen thằng này, nhưng mà bà không chắc các bạn. Bà có một cái linh tính các bạn. Không, người ta nói là đàn bà nó có giác quan thứ 6 các bạn, mà bà này bà có giác quan thứ 9 luôn á. Nhưng mà các bạn biết không, thì bà không dám chắc các bạn ha. Thì bà quyết định là bà sẽ thử lòng thằng này, không, để coi cái thằng này với lại con gái của bà nó có cái vấn đề gì không. Thì các bạn biết không, mỗi một ngày con gái của bà đi học, thì bữa hôm nay con gái của bà đi học, thì con gái của bà rất là thân với bà, các bạn về nhà là kể nhau các bạn. Thì bữa hôm nay con gái của bà đi học, trong trường có một thằng du học sinh mới qua Mỹ các bạn. Thì con gái của bà nói với bà là trời con ơi, bữa nay mẹ bữa nay con vô đi học có một thằng du học sinh nó cua con. Thì các bạn biết không, du học sinh là mấy cái đứa mà ở bên Việt Nam tụi nó có tiền, không, ở bên Việt Nam có tiền tụi nó không học, tụi nó qua Mỹ tụi nó du học các bạn. Thì cái bà này bà quyết định là bà sẽ dùng cái thằng du học sinh này để thử coi con gái của mình nó có quen thằng này không. Bây giờ hỏi là nó không trả lời, mày hỏi tao mày không trả lời phải không. Đó. Thì các bạn biết không, bà mới tổ chức một cái buổi gọi là party các bạn. Cái buổi party này là buổi party định mệnh các bạn ha. Ok. Thì các bạn biết không, thì mỗi một ngày là cô gái này cứ nói là mẹ ơi có thằng du học sinh này nó qua Mỹ nè, nó học chung con nè, cho nó thân với con lắm các bạn. Thì bữa hôm nay bà mở cái buổi party ở nhà của bà, các bạn mới nói là mày rủ thằng du học sinh tới chơi đi, không, để cho nó biết nhà của mình. Không, người ta đi qua bên Mỹ du học mà lạ nước lạ cái, không có bà con rủ nó qua ăn cho nó vui. À, thì bữa hôm nay bà này bà cũng rủ mấy người ở trên tiệm nail tới ăn cho vui đó các bạn. Thì các bạn biết không, mấy cái thằng du học sinh này ở bên Việt Nam tụi nó làm cái gì mà tụi nó có tiền các bạn. Đi qua Mỹ du học mà lái xe Porsche 911 các bạn. Chiếc xe đó cả 100.000. Thì các bạn biết không, những cái người ở trên tiệm nail kéo tới nhà bà này các bạn, thì các bạn biết không, thợ nail thì người thì lái xe Toyota Camry, không, người thì lái Honda Civic, không, người thì lái Lexus, đúng không? Thì bữa hôm nay tự nhiên có cái chiếc xe Porsche 911 đậu trước nhà của bà này các bạn, thì ai cũng ngỡ ngàng, trời, xe thằng nào ấy trời. Thì các bạn biết không, cả tiệm nail bước vô thì có cái anh thợ nail trẻ nữa các bạn, tại vì làm chung với nhau mà, không, người ta mời mình phải tới đó. Thì bữa hôm nay tới thì cái bà này bà cũng giới thiệu, ơi đây là bạn con gái tôi đó, du học sinh mới từ Việt Nam qua nha, nghe nói là con đại gia bên Việt Nam. Thì lúc này mọi người trong tiệm nail đều đổ dồn ánh mắt vô cái thằng du học sinh này bạn. Không, nghe chữ là con ông cháu cha là biết là toàn là mùi tiền không á. Người ta hỏi, ôi cái chiếc xe Porsche 911 là của con hả? Dạ đúng rồi đó các anh các chị, ba em mới gửi tiền và mua đó. Không, du học sinh mà mua xe là bên Việt Nam gửi tiền và mua các bạn, và đúng là du học sinh sướng quá. Thì lúc này người ta nhìn cái anh du học sinh này bằng một ánh mắt gọi là hình viên đạn các bạn. À, các bạn biết không, trong cái bữa tiệc diễn ra thì cái bà mẹ này rất là chú ý tới cái thằng du học sinh. Con ơi, con gái cưng, con lấy nước con mời anh uống đi,
các bạn biết không, bây giờ trong tiệm nail các bạn ai cũng biết được là cái con nhỏ này nó đang quen với cái thằng này các bạn. Nhưng mà bữa hôm nay bà mẹ này bả chơi chiêu các bạn, đúng là người ta nói là gừng càng già càng cay ha. Mày tụi bay định quen nhau sau lưng của tao đó hả? Ok, tao thử tụi bay chơi. Thì các bạn biết không, bữa hôm nay bà mẹ này bà mời cái thằng du học sinh này tới nhà không, bà kêu con gái của bà mời cái thằng du học sinh này tới nhà. Thì cái thằng du học sinh này nó lái chiếc xe Porsche 911 không, không biết có phải là đồ đi mượn hay không nữa, không bà kể đi. Thì khi mà bước vô nhà các bạn thì ai cũng biết được là cái con nhỏ này với cái thằng thợ nail này đang quen nhau các bạn. Nhưng mà chỉ có bà này không biết thôi không. Thì hai đứa nó mặc dù gặp nhau nhưng mà tụi nó phải đứng xa nha các bạn, giữ khoảng cách, ok, cách nhau 6 feet thôi, giống như là bệnh Covid vậy đó. Thì cái bà này bà liên tục nói là con ơi con lấy nước con mời anh uống đi, sao con đứng im re vậy trời, khách tới nhà là không chà cũng vịt không đó. Thì cái bà này bà kêu con gái của bà lấy nước mời cái thằng du học sinh. Thì cái thằng bồ của cái nhỏ nó đứng đó, đó thì bà không điếm xỉa đó các bạn. Mấy anh chị cứ tự nhiên ngồi đi để con gái tôi nó tiếp bạn nó không. Thì cái thằng này nó hơi buồn bạn, giống như là mình là bồ của con nhỏ này mà mình tới nhà nó mà bà không kêu nó lấy nước mời mình mà bà kêu con nhỏ ra lấy nước mời cái thằng du học sinh bạn, một cảm giác hơi buồn bạn. Bởi vì người ta đã quen nhau lén lút nó cũng mệt các bạn. Không, quen nhau lén lút, quen nhau mà không được sự chấp thuận của ba mẹ nó cũng mệt các bạn ha. Thì các bạn biết không, trong cái bữa ăn thì cái bà này bà liên tục là bà kêu con gái của bà là con ơi con gấp đồ ăn cho anh đi, trời ơi anh ở bên Mỹ anh không có người nhà không có đồ ăn đầy đủ, con gấp đồ ăn đi. Thì trong cái bữa ăn này á các bạn, bà liên tục bà kêu con gái của bà gấp đồ ăn cho cái thằng du học sinh. Còn cái thằng thợ nail bên đây thì mày ăn đi, mày làm gì mày ngồi mày nhìn hoài vậy, mày ăn đi không. Thì các bạn biết không, thợ nail thì họ rất là thân các bạn. Mấy anh chị cứ ăn tự nhiên đi, bữa hôm nay là party mà, bữa hôm nay có thằng du học sinh nó qua không, mình có thêm một người bạn nữa. Thì các bạn biết không, đang ăn thì cái anh này ảnh nói thôi mọi người cứ ăn đi nha, con có chuyện phải về trước. Thì cái anh này ảnh hơi buồn các bạn, tại vì các bạn biết con nhỏ này với cái thằng này nó đang cặp nhau không, mà bây giờ tới nhà của nó mà cái bà mẹ của cứ kêu con nhỏ này nó lấy nước cho thằng này, gấp cho thằng này ăn các bạn. Thì anh này ảnh hơi buồn mà không, mình nhìn người mình yêu phải ngồi kế thằng khác mà mình phải nhìn người yêu của mình đi gấp đồ ăn cho thằng khác nữa. Cho nên anh này nói hồi mấy anh chị ăn đi ha, bữa nay em có công chuyện em phải về sớm ha. Cô ơi con về sớm xíu nha cô, ngày mai gặp ở tiệm nail nha. Thì anh bỏ anh đi về các bạn. Thì cái anh du học sinh nói là ủa đang ăn vui mà sao không ăn nữa, mà im nha, tôi đọc mày bây giờ đó. Thì các bạn biết không, thì cái bà này bà đã chứng minh được là cái thằng này với con nhỏ này nó đang có giống như là quen nhau các bạn ha. Ta thấy rồi đó nha, ta thấy một cái ánh mắt gì đó không đó. Cái bà này bà chắc chắn là cái thằng này với con nhỏ con gái mình nó đang quen nhau các bạn. Thì cái thằng này vừa đi về thì con gái nó đứng lên nói là để con đi tiễn anh nó về các bạn nhé. Thì các bạn biết không, cái thằng này nó nói là nó đi về trước. Thì con nhỏ này nó nói là thôi để con dẫn anh ra xe. Thì bà mẹ nói là mày ngồi đây với bạn mày đi không, nó là bạn tao chứ nó là bạn mày đâu, nó là thợ nail làm chung với tao mà tao phải dẫn nó đi ra chứ. Thì bà dẫn cái anh thợ nail này ra nói là ủa sao bữa nay về sớm, thì đang chơi vui mà con, nó không về sớm quá vậy đó các bạn thấy không. Thì lúc này những cái người ở trong tiệm nail thấy rất là kỳ các bạn không, trời ơi ai cũng biết được là con nhỏ này với thằng này nó đang quen nhau mà bà mẹ này bữa nay bà lại rủ cái thằng du học sinh tới để mà giống như là dằn mặt thằng này nữa các bạn. Thì các bạn biết không, thì cái bà này bà dẫn cái thằng thợ nail này ra xe các bạn. Thì bà nói là cô không phải là cô ghét bỏ gì con hay không, nhưng mà cô nói rồi không, cô không thích con gái của cô quen mấy thằng thợ nail không, không, nhưng mà cô không phải là cô ghét con rất là siêng không, mỗi một tuần con làm tiền lương của con là gấp đôi cô, nhưng mà cái tương lai của con á không với tương lai của con gái cô nó khác nhau một trời một vực đó các bạn thấy không. Giống như là cái bà này bà nói thẳng luôn là cô không muốn con gái của cô lấy thợ nail các bạn. Ok, thì các bạn biết không, thì mấy cái người trong tiệm nail họ nghe được gì nói thôi trời bà nói thẳng quá kỳ quá, tội nghiệp thằng nhỏ, tụi nó còn nhỏ tụi nó quen nhau thôi mà đó. Như vậy thì rốt cuộc thì cái bà này bà cũng đã biết được là con gái của mình với thằng thợ nail này quen nhau rồi các bạn. Cho nên bà này bà chơi một cái tiệc chiêu cuối các bạn à.
Thì các bạn biết không, ngày mới đi vô tiệm nail thì cái thằng thợ nail này với cái bà này các bạn họ hơi ngượng ngùng với nhau các bạn. Thì tại vì tối hôm qua là bà đã nhắn tin, không, bà đã nói với con cái bà là tao cấm mày quen thằng đó nha, ok, tao không thích mày quen thằng đó nha. Thì cái cô em gái này em cũng nhắn tin là anh ơi mẹ em biết rồi, chắc là anh với em không có quen nhau được đâu, xin lỗi anh nha. Thì các bạn biết không, cái thằng này nó hơi buồn các bạn, hơi buồn không, chưa chưa yêu lần nào không biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Thì thằng này mới nói là thôi cô ơi còn nghỉ không. Thì cái thằng này nó mới lên nó nói với chủ là thôi cô ơi con nghỉ nha cô, con không làm đây nữa. Tại vì làm đây mỗi một ngày gặp cái bà này bà thấy khó chịu bạn. Thì cái bà già này á các bạn biết không, bà già này bà thấy buồn á, ủa sao con nghĩ gì hả, đang làm vui vẻ mà, không cô không cho con quen con gái của cô thôi, nhưng mà con cứ làm đây đi từ rồi từ từ tính sao đó. Thì các bạn biết không, khi thì cái thằng đó thôi ở làm đây không có vui vẻ nữa cho nên con nghĩ các bạn. Thì đó chính là cái phần một của câu chuyện đứng núi này trông núi nọ. Nếu mà các bạn nào muốn nghe cái phần kết của câu chuyện này thì các bạn hãy bấm like và để lại 3 chấm. Mình sẽ kể tiếp phần 2 của câu chuyện đứng núi này trông núi nọ. Người Việt Nam đi làm nail mà lại không muốn con cái mình lấy thợ nail các bạn. Câu chuyện này sẽ có phần 2 các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.